Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Moldova Nguyễn Minh Chí về luật quốc tịch. Người nông dân đưa lúa giống xuất ngoại. Một người Đức gốc Việt được Tổng thống Đức tặng bằng khen và huy chương. Sau hành trình qua 11 tỉnh thành trên cả nước, vào tối ngày 19 tháng 7, Trại hè Việt Nam 2014 của các thanh niên Việt Kiều đã tham gia vào một hoạt động quy mô lớn được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Đó là đêm giao lưu nghệ thuật Biển đảo quê hương tôi. Chương trình giao lưu nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam đã đem đến cho gần 170 thanh niên Việt Kiều đến từ gần 30 quốc gia trên thế giới một cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm quê hương đất nước. Họ được nghe những câu chuyện thật từ những người lính biển, những kiểm ngư và ngư dân trong nỗ lực bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo. Họ được nghe những ca khúc viết về một thành phố biển nơi đầu sóng ngọn gió, về những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc và qua đó họ được bồi đắp thêm kiến thức, lòng tự hào về quê hương Việt Nam. Sau đêm giao lưu nghệ thuật Biển đảo quê hương tôi, Trại hè Việt Nam 2014 sẽ tạm biệt thành phố Đà Nẵng để tiếp tục hành trình vào phía Nam và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 7 năm 2014. Luật quốc tịch sửa đổi vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở các nước trên thế giới. Bởi vậy, các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán đang triển khai những hoạt động cụ thể nhằm giúp kiều bào ta nắm rõ được những nội dung của luật cũng như đảm bảo quyền lợi của mình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Việt Nam đã phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Moldova. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật quốc tịch sửa đổi. Vậy đại sứ quán nước ta tại Ukraine có những biện pháp gì để phổ biến luật này đến cộng đồng Việt Nam tại Ukraine? Để thực hiện triển khai cái luật này thì đại sứ quán chúng tôi trước hết là đang đăng tải đầy đủ những cái điều sửa đổi để thông báo đến tất cả bà con. Và sau đó thì chúng tôi cũng rà soát lại tất cả những đối tượng bà con cộng đồng. Những ai còn vướng mắc ở đâu, vướng mắc cái gì liên quan đến việc giữ quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký quốc tịch. Bởi vì theo cái luật sửa đổi mới ấy, thì những ai mà đã có quốc tịch Việt Nam trước khi cái luật sửa đổi này có hiệu lực thì vẫn là có quốc tịch Việt Nam. Còn những ai mà không còn một cái giấy tờ gì chứng minh cho mình là có quốc tịch Việt Nam thì bây giờ đến cơ quan đại diện đăng ký để được xác minh, để được giúp đỡ giữ lại cái quốc tịch Việt Nam. Điều đó hết sức là hợp lý và làm bà con phấn khởi. Xin đại sứ cho biết tình trạng quốc tịch của cộng đồng Việt Nam tại Ukraine. Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine theo cái con số của cơ quan chức năng bạn cũng như của phía ta là khoảng trên dưới 10.000 người. Phải nói rằng cái việc bà con Việt Nam mà bây giờ sinh sống và lao động ở Ukraine nó mang cái yếu tố lịch sử rất nhiều dạng, nhưng chủ yếu là bà con ta đến đây từ cái nguồn hợp tác lao động, nguồn lưu học sinh trước đây. Đại sứ quán khi mà nhận được thông tin của phía bạn là báo là có người này, người kia có dấu hiệu là người Việt Nam, là chúng tôi cử người đến ngay để xác minh. Và cũng phải nói rằng là trong số đó thì có lẽ đến 99% là chúng ta xác minh được là người đó đúng là công dân Việt Nam. Và trên cơ sở những số liệu, những dữ liệu xác minh được ấy, thì chúng tôi hỗ trợ bà con cấp phát những giấy tờ
tùy thân hợp pháp. Những ai muốn về nước chúng tôi cấp giấy thông hành. Những ai muốn ở lại làm ăn sinh sống thì chúng tôi cấp hộ chiếu và sau đó làm việc với chính quyền địa phương để họ có quyền sinh sống lao động hợp pháp. Thưa đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine có những biện pháp gì để giúp cộng đồng Việt Nam giữ lại quốc tịch của mình nếu họ có nhu cầu ạ? Theo cái luật quốc tịch thì khi xác minh một công dân nào đó còn một giấy tờ tùy thân nào đó của địa phương Việt Nam trước đây, thậm chí của chính quyền cũ, có nêu được một những chi tiết nhân thân nhỏ của người ta thì ta lấy đó làm cái cơ sở để hợp pháp hóa cho người ta. Cái luật quốc tịch sửa đổi ấy, có nói rõ là những ai mà mất hoàn toàn giấy tờ rồi và khó chứng minh được mình là người Việt Nam thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam. Cơ quan đại diện Việt Nam có trách nhiệm xác minh thông qua các địa phương ở trong nước và các cơ quan chức năng trong nước để tìm ra những chi tiết nhân thân cần thiết, sau đó thì hợp pháp hóa cho công dân. Thì tôi nghĩ cái ý nghĩa mà của cái luật sửa đổi về quốc tịch vừa qua là nó chỗ đó. Xin cảm ơn đồng chí đại sứ. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa cảng Sài Gòn và cảng Osaka ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ cho lợi ích của hai cảng và cả cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ kết nghĩa giữa cảng Sài Gòn và cảng Osaka Nhật Bản vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo cảng Osaka Nhật Bản khẳng định, từ khi hợp tác kết nghĩa, thành tích của hai cảng đã tăng lên rõ rệt với 410.000 tấn hàng hóa luân chuyển giữa hai bên. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá mối quan hệ kết nghĩa giữa cảng Sài Gòn và cảng Osaka rất thiết thực trong việc phát triển hệ thống cảng biển địa phương trong giai đoạn sắp tới. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị cảng Osaka giúp cảng Sài Gòn hoạch định chiến lược phát triển lâu dài và hiệu quả. Đây không chỉ là hoạt động gắn kết kinh tế giữa hai bên mà còn là hoạt động gắn kết nhân dân hai nước, hai thành phố với nhau. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nhân, doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư làm việc tại địa phương. Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore đến đầu tư và kinh doanh trên địa bàn. Đây là khẳng định của ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, tại hội thảo xúc tiến đầu tư vừa diễn ra tại Singapore. Phát biểu trước đại diện của 20 doanh nghiệp Singapore và quốc tế tham dự hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã nêu bật lợi thế của tỉnh, một địa phương giáp với thủ đô Hà Nội, thuận tiện đường bộ, đường sắt và đường hàng không, có nhiều tiềm năng về dịch vụ du lịch. Định hướng phát triển của Vĩnh Phúc chú trọng vào 4 lĩnh vực dịch vụ, gồm du lịch, y tế, giáo dục đào tạo và hậu cần kho vận. Đây cũng là những thế mạnh của các doanh nghiệp Singapore. Tính đến tháng 6 năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 158 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Singapore mới chỉ có 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu đô la Mỹ. Lúa gạo vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong thời gian tới, cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ có cơ hội tiếp cận với lúa giống do chính người dân Việt Nam sản xuất. Cơ sở sản xuất lúa giống của ông Lê Văn Chính, thường gọi là Chín Táo, ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cho sản lượng hàng chục ngàn tấn mỗi năm, phục vụ cả thị trường trong và ngoài nước. Ông Chín Táo gần như cả ngày luôn bận rộn. Khi thì ở ngoài đồng thăm nom đám lúa giống, lúc thì gặp gỡ anh em nông dân để hỏi han chuyện ruộng đồng. Chừng vài chục phút một lần, điện thoại ông lại reo. Chuyện làm ăn mua bán lúa giống. Ông Chín Táo năm nay gần tròn 50. Hơn 20 năm trước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông về quê lập nghiệp với 4 công đất ruộng. Ông nghĩ làm lúa hiệu quả thấp vì chưa có giống tốt, chưa có khoa học kỹ thuật bài bản. Để thay đổi, ông bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu về các loại giống, kỹ thuật trồng, lai tạo. Đôi bàn tay vốn quen cái cài, cây cuốc, không khỏi lúng túng khi xài máy vi tính để tìm thêm tài liệu, thông tin. Sau nhiều nỗ lực, thành quả cũng đến. Đó là hàng chục loại lúa giống đạt chuẩn, ít sâu bệnh, dễ canh tác, chịu được hạn, phèn, mặn. Đặc biệt là năng suất từ 10 đến 12 tấn một hecta, chất lượng hạt gạo tốt nên được bà con khắp nơi ưa chuộng. Thành công tiếp nối thành công,
Lúa giống Chín Táo giờ có mặt ở 32 địa phương trên cả nước. Hàng năm lượng lúa giống cung ứng cho thị trường lên đến gần 10.000 tấn, chưa kể xuất sang Campuchia, Lào, Myanmar. Để có được điều này, ngay từ đầu ông Chín Táo đã không giữ thành công cho riêng mình mà chủ động hướng đến làm ăn tập thể. Hiện ông đang hợp tác với 660 nông dân ở Trà Vinh để tạo nên vùng nguyên liệu lúa giống hơn 330 hectare. Ngoài chuyện nhờ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con quy trình canh tác, ông Chín Táo còn cung cấp lúa giống và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Trước đây thì mình làm mình bán cho cái thị trường thì cái giá nó không có cao. Rồi nghe chú Chín ở đây chú có cái làm lúa giống á, rồi mình thăm dò xuống mình làm thấy được, cho nên từ đó hợp tác với chú Chín làm từ là năm nay thì cũng chung là gần 7 năm rồi. Có những lô giống mình có thể là về vốn nhưng mà vẫn chấp nhận cho nông dân lời, với lý do là nông dân mà không có lời thì nông dân không mà mặn nồng với mình, không có gắn bó với mình, thì lúc đó là cái liên kết của mình bị dở. Từ cái chỗ mà có những cái mô hình tốt như chỗ anh Chính vậy, thì mình có những cái buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thì càng ngày nông dân sẽ càng tiến bộ để học hỏi được những cái ứng dụng khoa học kỹ thuật mới. Hơn 2 thập kỷ qua, ông Chín Táo đã nhận rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ cả trong và ngoài nước. Nhưng với người nông dân mê làm lúa giống như ông, thì phần thưởng lớn nhất chính là những vụ mùa bội thu từ lúa giống chất lượng cao, là những mối quan hệ làm ăn bền chặt nghĩa tình với bà con nông dân. Lúa giống Chín Táo bán đi khắp nơi, nhưng sẵn sàng miễn phí cho bà con nghèo khi họ cần, dù có thể là chưa hề quen biết. Đó cũng là cách để ông Chín Táo quảng bá và xây dựng thương hiệu lúa giống do chính nông dân Trà Vinh làm ra. Vừa qua tại dinh Tổng thống Đức Joachim Gauck đã trao bằng khen và tặng huy chương công trạng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc đối với công tác hội nhập của người nhập cư và sự đoàn kết giữa các nền văn hóa trong xã hội Đức. Trong đó có bà Hải Blum, một người Đức gốc Việt sống tại Potsdam. Tổng thống đã vinh danh nhiều năm làm việc tình nguyện của bà Blum cho người nhập cư tại bang Brandenburg. Bà Hải Blum đã tham gia vào việc sáng lập Hội Sông Hồng và là chủ tịch hội từ năm 2004. Trọng tâm công việc của hội, ngoài việc hội nhập nghề nghiệp cho bà con người Việt, còn quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng. Ngoài ra, các thành viên của hội còn gây quỹ để làm giảm hậu quả lâu dài của chiến tranh Việt Nam. Bà Blum cũng là đồng sáng lập và là hội đồng thành viên của mạng lưới xã hội, hội đồng nhập cư và hội nhập bang Brandenburg MIR và tham gia như một thành viên danh dự của Ủy ban tư vấn cho người nước ngoài tại Potsdam. Nhằm thúc đẩy tình yêu bóng đá và tinh thần đoàn kết giới trẻ trong cộng đồng người Việt Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2014, câu lạc bộ bóng đá tuổi trẻ VFC Munchen và tạp chí Hương Việt, đơn vị bảo trợ cho giải đã cùng đồng hành với các đội bóng, tổ chức một buổi giao lưu bóng đá giữa các câu lạc bộ bóng đá trẻ tiểu bang Bayern. Tham dự giải giao lưu bóng đá cộng đồng Việt Nam năm nay có sự tham gia góp mặt của các đội bóng từ các thành phố như Regensburg, Nürnberg, Freising và các câu lạc bộ đang sinh hoạt tại Munchen và vùng phụ cận. Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về đội tuyển đến từ thành phố Nürnberg sau trận đấu đầy căng thẳng và quyết liệt với đội chủ nhà VFC Munchen. Sân thể thao ESV như vỡ òa trong tình yêu thể thao trong sáng và lành mạnh của cộng đồng. Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng những người Việt ở xa quê hương, nhất là thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trên đất bạn. Một năm sau khi đăng quang vua đầu bếp Việt Nam MasterChef 2013, đầu bếp người Úc gốc Việt Ngô Thanh Hòa vừa giới thiệu một cẩm nang ẩm thực mang tên Từ niềm đam mê nấu ăn. Cuốn cẩm nang Từ niềm đam mê nấu ăn vừa được giới thiệu vào chiều ngày 17 tháng 7. 50 món ăn được giới thiệu trong sách có đi kèm với 50 công thức, hình ảnh minh họa sinh động và cách chỉ dẫn nấu ăn vô cùng dễ hiểu mà tin chắc những người chưa bao giờ vào bếp cũng có thể dễ dàng thực hiện theo. Ngoài những món ăn Việt Nam đậm đà hương vị quê nhà, còn những món ăn mới được sáng tạo ra từ ký ức tuổi thơ và những kết hợp mới mẻ đầy ngẫu hứng như mì trứng với thịt quay, nấm đông cô, bắp cải tím và ớt tôm sa tế. Sách do nhà xuất bản Phụ Nữ và Phương Nam Book phát hành. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 7, lần đầu tiên tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Vietnamese Youth Model United Nations 2014, VIEMUN 2014, mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam tuổi từ 16 đến 24.
Chương trình là nơi các bạn trẻ Việt Nam đóng vai các nhà ngoại giao đại diện cho các quốc gia và làm việc trong các ủy ban của Liên Hợp Quốc để bàn bạc, thảo luận, đàm phán về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới. VIMUN năm nay với chủ đề Hòa bình và phát triển vì thế hệ tương lai sẽ là một chuỗi các sự kiện, bao gồm hội nghị chính thức là nơi các phiên họp diễn ra và các sự kiện bên lề hội nghị. Chương trình sẽ tạo ra một diễn đàn mở nơi các bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước có cơ hội cùng giao lưu học hỏi, cất lên tiếng nói của mình về các vấn đề toàn cầu và đưa ra các sáng kiến, giải pháp cho những vấn đề đó. Chương trình có sự bảo trợ của Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ. Bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi trên trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo của chúng tôi.